thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Bây giờ mình ăn sao ta? Rồi. Thơm quá các bạn ơi. Xơi thôi. Rồi, mời các bạn nha, mời mọi người nha. Ây da, xé nó ra mới được. Chơi quyền gì mới ngon nè các bạn. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Rồi, mời các bạn nha, mời mọi người nha. Món gà hấp bia ớt chanh. Bây giờ mình thử rồi các bạn. Rất là thơm. Nó cay cay nữa các bạn. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Watson DN nha. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm một cái món, mời các bạn với mọi người cùng ăn. Ok. Đây con gà của mình các bạn ơi. Con gà nó bự quá mà cái nồi thì nó nhỏ nữa. Bây giờ chắc mình phải dùng kéo nó, mình cắt nó ra quá các bạn. Đây. Mình ăn con gà này chắc có lẽ là 100 kg luôn á. Bự quá các bạn ơi. Và để mình sẽ dùng cái kéo. Mình sẽ cắt nó ra nha các bạn. Cắt bớt hai cái giò nó ra chứ nó để nó dài quá. Để cho nó còn gọn xíu các bạn ơi. Đây để mình thử đậy cái nồi coi. Ok luôn. Thì là ngon lành rồi. Vừa đủ luôn nha. Quá trời đẹp. Đó. Này sẽ làm cái món gà hấp bia ớt. Đây là ớt nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô. Bỏ đều nha các bạn. Cho nó cay luôn. Hấp bia ớt chanh. Đó, gà hấp bia ớt chanh. Ok. Này ăn cho nó xé lưỡi luôn các bạn ơi. Đây là chanh nha các bạn. Mình để cái nắp này xuống. Đó, đây là chanh nè. Đó, giờ mình sẽ sắc chanh. Đây, chanh tươi các bạn. Đó, giờ cho nó vô.
Chơi nguyên trái luôn đi. Đó, đây chanh tươi các bạn ha. Đó mình bút cái vô. Đó vô luôn. Rồi, ok. Giờ này cho nó thêm miếng muối nữa. Đây là muối các bạn. Cho thêm nó ít muối vô nha các bạn. Nhiều quá nó mặn lắm. Mình cho cỡ thôi, ít hơn xíu. Mình cho cỡ này nha các bạn. Đây là muối nè. Đó. Rồi, mình rắc vô. Ok. Trời ơi, nó thơm quá. Đúng là cái bia này lợi hại thì còn cục chơi luôn. Ok. Không biết ăn có chết không nhưng mà tí nữa tính sau. Sôi rồi các bạn ơi, nhưng mà chưa được, cái mùi bia bốc lên nghe hấp dẫn quá. Rồi, thôi ráng chờ xíu nữa các bạn. Ok, bây giờ mình chở em nó nha các bạn. Nãy giờ mình một chiều qua giờ mình tập chở em nó thì xoay nó qua. Sôi bùng đá không các bạn. Nhìn con gà nó bằng ôm luôn ha. Oh. Chưa chín đâu, tiếp tục thôi. Xíu nữa nha các bạn. Đây các bạn thấy mình dùng cục đá với lại tàu lá chuối mình đè lên không? Đây là món gà ớt chanh chứ không phải là món gà món mắm mầm đá thôi nha các bạn. Đó, món mầm đá là của trong chuyện Trạng Quỳnh thôi, nhưng mà hôm nay là tại vì cái con gà này nó to quá các bạn ơi. Nãy giờ cái nắp nồi nó cứ đẩy lên ngoài à. Cho nên mình phải dùng một cục đá bự này nè, đó mình đè lên. Nhưng mà để mất vệ sinh thì mình phải dùng một cái lá chuối của mình lót dưới các bạn đó. Để cho con gà nó chín đều hơn. Chứ để nó sôi nó đẩy cái nắp nồi lên không mà. Bây giờ nó kín rồi cho nên nó chín thôi. Để mình lấy cái này xăm xăm thử em nó coi. Ồ. Ồ, chín rồi đó. Quá chín luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra thôi các bạn ơi. Để sôi quá. Cho em nó ra. Tàu lá chuối. Đây nè. Hai cái gẳng. Rồi. Mời các bạn nha, mời mọi người nha. Bây giờ cái món con gà luộc. Gà hấp bia với lại ớt chanh đã xong rồi các bạn. Đây. Đó. Bây giờ là mình xơi thôi. Mình có cục đá đây, mình để cái ly bia đây. Quá đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Không có ngã luôn. Ui, lau tay. Lau tay chưa? Thơm quá. Bây giờ mình ăn sao ta? Rồi. Thơm quá các bạn ơi. Xơi thôi. Rồi, mời các bạn nha, mời mọi người nha. Đây, xé nó ra mới được. Chơi nguyên vậy mới ngon nè các bạn. Quá đã. Rồi, mời các bạn nha, mời mọi người nha. Món gà hấp bia ớt chanh. Bây giờ mình thử ra các bạn. Rất là thơm. Nó cay cay nữa các bạn.
Ngon quá. Chị miếng nào rầm chưa? Ngon quá các bạn ơi. Chưa bao giờ mình ăn một cái món gà mà ngon vậy. Tại vì mình ăn ở trong nhà thì nó không vui, còn ra ngoài trời ăn vui quá các bạn. Ngon quá. Rồi ăn này phải uống bia các bạn. Rồi mời các bạn nha. Các bạn thấy không, cái ly bia của mình đó, mình để trên cục đá nè. Các bạn thấy không, đó không bao giờ ngã luôn, hay chưa? Quá đã. Cục của nó cay. Ăn phải bốc như vậy các bạn. Vậy mới ngon. Mình ăn quan giả thì nó ngon các bạn, chứ mình à do bao tay cầu kỳ rồi. Mất tự nhiên lắm. Chơi thì đúng không? Cầu nó sướng. Quá đã. Ăn cái này là không có còn gì để chơi nữa mọi người. Bởi vì mình luộc rất là thơm, ngon mà chín nữa. Các bạn coi thì không, bây giờ đừng mua gà ăn của mình nha. Nói rồi thôi chứ ngon lắm. Ăn chung với mình các bạn ơi, mình sẽ ăn nổi con gà này bởi vì nó quá bự như mình các bạn. Đó, gà tập gym nó giống như mình nè, đó quá bự luôn. Ăn hết gà này chắc phải lên ký. Ngon quá. Vừa ăn gà mà còn vừa nghe tiếng chim hót nữa các bạn. Quá ngon. Số 1. Đó, hôm nay mình đã làm thử cái món gà hấp bia ớt chanh rất là ngon tuyệt luôn. Đó, mình ăn xong giờ còn nguyên đống xương nữa các bạn. Rồi thôi, xin hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của Action DN nha. Rồi chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.